Xin chào mọi người đã đến với cơ sở tranh gỗ Đại Hiệp ạ. Ở ngày hôm nay thì cơ sở bên em vừa lên một xong một tấm tranh siêu khủng. Ở với kích thước dài lên đến 2m71, cao 1m27 và bán tranh là dày 12cm, đục cân bằng liền khối. Và điều đặc biệt là sản phẩm này đang sở hữu một cái mức giá cực kỳ dễ chịu nha các bác. Tấm tranh ngày nay thì đang được cơ sở bên em đục diện tích là từng hàng xiên liên ở trên nền gỗ là đôn đá. Thì với các bác có quan tâm về mẫu tranh này thì hãy cùng cơ sở bên em đi vào phân cảnh như là chi tiết của tấm tranh ngày hôm nay nhé. Xin mời. Dạ vâng, xuất hiện trên màn hình của mọi người đang là tổng thể của tấm tranh mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu. Để treo tấm này thì chắc chắn là các bác phải sở hữu một cái phòng khách cực kỳ rộng để mình có thể treo được tấm này. Với cái kích thước của nó rất là lớn nha các bác. Với chiều sâu lên đến 12cm thì mọi người có thể hình dung là nhìn các cái chi tiết được đục vô cùng là nổi bật đúng không ạ? Đây là khi mà em đưa gần camera lại gần thì các bác có thể thấy là nhìn những cái chi tiết của chúng ta nó rất là rõ đúng không ạ? Tùng hạt diên liên thì sẽ là một cái tấm tranh, nó sẽ gồm có cây tùng là một nhân vật chính và nhân vật chính thứ hai là hình ảnh của những chú chim hạc. Thì với góc màn hình gần bên phía đây của mọi người thì mọi người sẽ thấy là sẽ là một cái hình ảnh nhánh tùng nhỏ, ở bên trên sẽ là hình ảnh của các cái ngọn núi rất là hùng vĩ đúng không ạ? Và có hình ảnh của thác nước nữa, rất là đẹp, hình ảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Thì đây là mọi người có thể nhìn thấy những cái đường nét từ cơ sở bên em được tỉa này. Đây là phần núi nha các bác, phần núi này. Đó. Bên trên núi thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của hình ảnh của thác nước. Thác nước chảy này, rất là đẹp. Vâng, một cái thác nước chảy rất là mềm mại, uốn lượn, rất là đẹp đúng không ạ? Bên dưới thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của một cái cây tùng nhỏ. Đó, bên trên thì sẽ là có hình ảnh của những chú chim hạc. Đây là hình ảnh của những chú chim hạc nha các bác. Rất là to, vâng, rất là dày. Vâng, đây, các bác nhìn này. Đây là bàn tay của em này. Khi mà đặt cạnh chú chim hạc thì mọi người có thể là phần nào đó mình hình dung ra được là cái chú chim hạc đấy nó rất là to nha các bác. Nó to, nó dày và nó sâu. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp. Đó. Đây nha các bác nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển ra góc màn hình bên này, sẽ là một cái cảnh cây tùng chính của chúng ta. Đây là cây tùng rất là to, cơ sở bên em ở đây. Mới là góc này thì các bác nhìn ánh sáng nó sẽ chiếu vào nó hơi bị lóa đúng không các bác? Đây, các bác nhìn này, Đó, đây. Khi mà em quay ở góc này thì các bác nhìn nó sẽ đỡ lóa hơn. Thứ nhất là đây là gốc cây tùng nhá, các bác nhìn tay của em này, đây. Tay của em là không ôm vừa cái gốc cây. Nó như vậy để các bác hình dung là cái gốc cây tùng này của chúng ta cực kỳ lớn nhá các bác. Đó, rất to, siêu khủng. Đó. Đó. Bên trên thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của những cái cành cây tùng uốn lượn rất là đẹp. Các bác nhìn nhá. Đó, đây. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Đây, tay của em này. Đó, cành bằng kinh khủng khiếp. Đây các bác ơi, đây. Kênh bong nhiều như này các bạn đúng không ạ? Đây, đó. Kênh bong chính là đây. Đây các bác hình dung này. Một cái khối gỗ liền. Và mình đục nó, cái phần chi tiết nó được tách biệt hẳn so với cái nền của tranh. Nó sẽ được gọi là đục kênh bong. Và với cái phần đục kênh bong này thì chắc chắn là chỉ có tay làm được thôi các bác nhé. Không máy CNC là có thể đục được kênh bong đâu các bác. Đó, các bác hình dung này. Chỉ có tay mình có thể là đục được kênh bong như này thôi các bác. Đấy, dễ cây này. Rất là đẹp. Đó, bên trên cây tùng thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của hình ảnh của những chú chim hạc. Và bên này là một ngọn những cái ngọn núi đất đá nó rất là đẹp đúng không các bác? Các bác nhìn này. Ở đây, cái cành cây bên trên cành cây thì phần vỏ được tỉa mấu rất là sâu. Đó, đây. Bên này thì sẽ có sự xuất hiện của những cái hồ sen rất là đẹp. Đó. Hiện tại thì tấm này em đang để mộc và em chưa làm nguội nha các bác. Vâng, bác có thể thấy là nhìn nó sẽ hơi bị nhiều mùn, hơi bị nhiều những cái vết đục một chút vì em chưa làm nguội đó. Và điều đặc biệt là tấm tranh đang có một cái mức giá mà có thể nói là cực kỳ dễ chịu. Dạ vâng, cực kỳ dễ chịu cho một tấm tranh dày 12 phân mà to như này, một cái mức giá hết sức là hợp lý. Dạ vâng, chỉ với hai con số thôi các bác nhá, đặc biệt là chỉ với hai con số, và hai con số là giá cũng vô cùng là vừa phải đó. Thì nếu mà các bác mà thật sự quan tâm về tấm tranh này thì có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 309 307 hoặc có thể về xem trực tiếp tại cơ sở ở tranh gỗ Đại Nghiệp có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được tham ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Vâng, một cái bức tranh rất khủng, rất to nhưng mà giá thì vô cùng vừa phải, xinh xinh. Thì cảm ơn các bác đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em. Xin cảm ơn ạ.